xác định phát triển hạ tầng giao thông để đi tắt đón đầu, thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn ưu tiên nguồn vốn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thiện các công trình giao thông, bảo đảm kết nối giao thông thông suốt giữa các địa phương, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh và hình thành các tuyến đường kết nối Vĩnh Phúc với các tỉnh thành lân cận, tạo một mạng lưới giao thông đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu kết nối, lưu thông hàng hóa, rút ngắn thời gian, lộ trình, đưa Vĩnh Phúc trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Để có hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo sự lan tỏa kết nối vùng miền, từ đó góp phần tăng khả năng liên kết là tiền đề quan trọng để tạo sức bật mạnh mẽ, để Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Giao thông đến đâu thì cái việc giao thương giữa các nội bộ trong tỉnh và với các tỉnh bạn rất là tốt. Cho nên là khi mà các tuyến đường mà hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng thì sẽ phát triển kinh tế xã hội nó được rất là thuận tiện, đặc biệt là nối với những cái vùng mà ví dụ như những cái chỗ cái cảng cạn chẳng hạn, logistics chẳng hạn, hoặc là một số cái địa điểm du lịch mà nó quan trọng của tỉnh thì nó sẽ tạo thuận tiện và kêu gọi được cái kinh tế du lịch. Là một trong những dự án trọng điểm được khởi công đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, dự án cầu Vĩnh Phú được khởi công xây dựng ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2022. Đây là một trong những dự án quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, nâng cao khả năng khai thác, lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các vùng miền trong tỉnh và với các tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với tỉnh Phú Thọ tiến hành triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa cây cầu đi vào hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc thì đã có nhiều cái cuộc họp thống nhất với nhau về phương án thi công. Để Vĩnh Phúc thì thi công toàn bộ cái thân cầu. Và Phú Thọ thì thi công cái đường dẫn từ phía Phú Thọ lên đầu cầu. Thì chúng tôi đã có những cái buổi làm việc thống nhất giữa Ủy ban Nhân dân hai tỉnh và có sự thống nhất rất cao. Và những cái vướng mắc thì liên tục có cái sự kết nối giữa hai sở giao thông để thống nhất báo cáo lãnh đạo Ủy ban để giải quyết kịp thời. Dự án cầu Vĩnh Phú không chỉ là mong mỏi của những người dân sinh sống hai bên bờ sông Lô mà còn là mong muốn của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi hai khu công nghiệp Sông Lô và Lập Thạch triển khai xong. Do vậy, mặc dù địa chất lòng Sông Lô rất phức tạp, gây ảnh hưởng đến quá trình thi công, song chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục, đưa ra biện pháp thi công phù hợp với tinh thần khẩn trương, quyết tâm rút ngắn thời gian hoàn thành dự án. Việc đầu tư xây dựng cầu ngoài việc kết nối giao thông thì đó là biểu trưng cho cái tình cảm mật thiết gắn bó giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Sau khi cầu được xây dựng và đưa vào hoạt động thì giúp cho huyện phát triển kinh tế, đặc biệt là tiêu thụ các hàng hóa, sản phẩm mà lợi thế của huyện như là các sản phẩm về nông nghiệp như ổi, hoa, cây cảnh, măng tây, lợn, gà, vân vân. Ngoài ra thì sẽ thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư vào các khu cụm công nghiệp của huyện Sông Lô hiện nay đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong thời gian vừa qua thì nhà thầu đang gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái vấn đề cơ bản nhất là cái vấn đề về giá vật liệu là lên rất cao. Thế nhưng mà nhà thầu vẫn đang rất là nỗ lực để cố gắng làm sao để tập kết để huy động đủ vật tư về để có thể là đảm bảo thi công. Thì cũng mong là cũng vì khó khăn này thì cũng mong chủ đầu tư có thể là cân đối và huy động làm sao để đảm bảo về cái nguồn vốn cho dự án để nhà thầu có thể là đáp ứng được cái tiến độ thi công. Nằm trong dự án đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc, bắt đầu từ thị trấn Tam Đảo đến cầu Vân Phúc,
đoạn từ đường tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường vành đai 4 của tỉnh được khởi công đầu năm 2021 với chiều dài 6,1 km, tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2022. Đây sẽ là tuyến đường kết nối giao thông với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2B, đường Kim Ngọc, đường song song đường sắt, cầu Đầm Vạc, đường vành đai 3 và cầu Vân Phúc sang thành phố Hà Nội. Đồng thời, tạo kết nối giữa các khu du lịch, dịch vụ, đô thị, hình thành tuyến đường kết nối các vùng cung cấp sản phẩm nông nghiệp của tỉnh cho thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc thi công dự án đang gặp khá nhiều khó khăn do mới chỉ giải phóng được mặt bằng khoảng 50%. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung giải quyết những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Trong quá trình thi công thì được sự tạo điều kiện của chủ đầu tư, thì đơn vị thi công đã tập trung toàn bộ rất nhiều máy móc thi công tăng lên giờ làm, tăng ca và bố trí nhiều mũi thi công, chẳng hạn như là thi công xử lý nền đường bằng giếng cát, thi công đắp đất nền, thi công đắp cát nền, thi công cống. Thì trong quá trình thi công thì bây giờ cái khó khăn lớn nhất của nhà thầu là bây giờ đang vướng mắc một số cái mặt bằng thi công hiện vẫn chưa giải phóng xong, và bây giờ là nguồn vật liệu là cũng đang gặp khó khăn do cái giá cả thị trường nó tăng giá xăng dầu. Cùng với đó, giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án trọng điểm kết nối giao thông quan trọng đang được triển khai, như dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối giữa đường vành đai 5 với quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi quốc lộ 2C và Tuyên Quang. Qua đó, từng bước hình thành đường vành đai 5 vùng thủ đô qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kết nối các tuyến đường giao thông trục chính của quốc gia để liên kết các địa phương trong vùng thủ đô cùng đồng bằng sông Hồng. Hình thành tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối chuỗi phát triển du lịch dịch vụ khu vực phía Nam dãy núi Tam Đảo, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương có tuyến đường đi qua. Kết nối giao thông liên vùng thủ đô sang tỉnh Tuyên Quang và các khu cụm công nghiệp từ thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Lập Thạch. Dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ quốc lộ 2C đến hồ Vân Trục dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 9 năm 2022, góp phần tăng cường kết nối giao thông cho các huyện khu vực phía Bắc, phía Tây của tỉnh, từng bước hoàn thiện đường vành đai 5 đô thị Vĩnh Phúc trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tại các huyện Bình Xuyên, Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường, các tuyến đường trục trung tâm được quy hoạch phát triển và đang được tích cực triển khai xây dựng. Hiện các địa phương đang tích cực tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Trong thời gian vừa qua, huyện Vĩnh Tường cũng đã giải phóng mặt bằng được rất nhiều các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và đặc biệt là các công trình dự án giao thông. Đấy, qua đó là cũng tiếp tục khẳng định huyện Vĩnh Tường cũng là một trong những điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư. Và đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, các dự án của huyện, của xã hay là các dự án của tỉnh là chủ đầu tư trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, thì đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì cơ bản hiện nay không còn là nút thắt. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự đồng thuận của người dân theo phương châm hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, những dự án giao thông quan trọng đã, đang và sẽ được triển khai nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, tạo sự liên kết chuỗi du lịch, dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương có tuyến đường đi qua. Đồng thời, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với vùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.